Thì hôm nay Chùm Sò có cái câu chuyện muốn chia sẻ đến mọi người liên quan đến cái chuyện đó là mượn hoa cứu Phật. Thì nó cũng liên quan đến cái vấn đề đó là chuyện từ thiện của mấy cái người nổi tiếng trong giới showbiz ở Việt Nam đó mà. Cái nhân vật ngày hôm nay Chùm Sò muốn nói đến đó là ai thì chắc mọi người cũng biết rồi, không cần nói nhiều làm gì, đó chính là Huệ Linh. Mà nhắc đến Huệ Linh thì không ai mà ở Việt Nam này sao lạ cả. Những người mà yêu thích xem hài như tôi đi chẳng hạn, tôi cũng một người rất là yêu mến và cũng rất là thích Huệ Linh ấy. Nhưng mà từ khi sau khi cái vụ việc mà Hoài Linh với Võ Hoàng Yên á, thì thôi tôi cũng hơi giả từ mấy cái gì mà liên quan đến Hoài Linh đó, nó thật bây giờ tôi cũng chẳng muốn xem, cũng giống như là với mấy cái giới sâu bích thiệt đó. Bây giờ thôi miễn đi, xem chặt tẩy da mẹ đi, xem là quái gì mà mệt. Tại vì tụi nó bảo là thôi khán giả đâu nuôi tụi nó đâu, để tụi nó tự xem. Nên mình khỏi xem làm gì mà công quá. Thì thôi chuyện nuôi hay không nuôi thì thôi dẹp qua, giờ vô chủ đề chính là như thế này ha. Thì chuyện mà tôi muốn nói là mượn hoa cúng Phật á, là nó như thế nào không? Thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người sau đây như thế này không? Thì chúng ta có thể thấy là trên hầu hết các mặt báo á, cũng như là trên mạng rồi đó, hiện nay đó những cái bài viết, trong đó có những cái bài viết ở trên những cái báo lớn nổi tiếng như Thanh Niên chẳng hạn, mọi người có để ý không, đó là hầu hết trên những cái mặt báo, những trang báo này không, là hình ảnh của Hoài Linh đó, chúng ta thấy là nó được chỉnh sửa, nói chung ra là nó được xuất hiện với cái góc ảnh đó, là nó rất đẹp đấy. Đấy, từ báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ đến cái báo mạng, mọi người cũng có thể thấy là những hình ảnh về Hoài Linh đó, nó được đưa tin rất là đậm nét, rất là đẹp. Tôi nói này mọi người thấy nó có gì lạ lạ. Rồi tới cái vấn đề là cái vụ bill mà 14 tỷ á, mà bị cộng đồng mạng bóc phốt là bill giả đó, mọi người cũng để ý không? Tất tần tật ở trên báo, nó không có cái gì gọi là khác nhau cả, tất cả đều khác nhau về hình ảnh, đã xuất hiện rất là trang trọng, rất là đẹp. Bây giờ mới vô chủ đề chính đây. Đấy. Thì qua những cái hình ảnh đó mọi người cũng có thể thấy nó giống như một cái kế hoạch nó để là PI, nghĩa là quảng bá cái tên tuổi. Đấy. Mọi người cũng đã, nãy tôi cũng đã nói rồi, mọi người có thể thấy không? Từ cái hình ảnh này rồi những cái chú thích không? Xuất hiện rất là bài bản chuyên nghiệp, giống như là một cái bài báo là dài, chứ nó không giống là một cái bài báo là kiểu giống như là viết tường thuật. Mọi người xem hết những thông tin ở trên mạng, trên báo mọi người thấy không? Từ phong cách, cái ghi chú nó đều y chang nhau, nó không có gì gọi là nó khác nhau cả. Thì qua đây mọi người đã có thể là đặt cái dấu chấm hỏi rồi nhé, là cái bài báo, những cái bài báo này là nó bị ai, cho ai mọi người hiểu. Mà những cái bài báo này á, nó bị ai, nó lại liên quan đến tiền. Ê, liên quan đến tiền, mọi người đọc báo đi mọi người, không hình ảnh nè, chú thích nè, những ghi chú phụ đề mọi người thấy y chang, và nó đều đập khuôn à, nó đều giống nhau. Mà tất nhiên những bài báo mà PI này nó đều có trả phí nha, nó khác với những bài báo mà tường thuật mà không trả phí, nó khác. Mọi người nếu là những người mà có hoạt động kinh doanh rồi từng đăng báo quảng cáo rồi kia, chắc đó, mọi người có biết chứ sẽ biết ngay thôi, chứ tôi chỉ có thể là cùng mọi người chúng ta phân tích như chia sẻ những cái vấn đề này thôi. Đấy.
thì chúng ta phải theo theo những cái phân tích rồi những cái bài báo nó đang viết trên mạng đó, thì đang theo cái trào lưu tranh mà vụ 14 tỷ nữa thì mọi người có thể nó đều rập khuôn và nó y chang nhau. Nếu chúng ta để ý kỹ, đây là những bài báo, là những bài báo là đang PI chứ nó không phải là những bài báo là tường thuật rõ ràng. Nếu là người mà không gành về gọi là những cái bài báo mà PI đó cũng là tường thuật á, chúng ta chỉ việc là lấy phân tích như những gì tôi nói đó, mọi người cũng có thể thấy là sự khác nhau ngay thôi. Cái việc mà viết báo nó trả tiền nó sẽ khác với cái việc là viết báo mà tường thuật. Thì cái mục đích thì nói chung như tôi đã phân tích mọi người cũng đã hiểu rồi, cái mục đích mà viết những cái bài báo trên đó để PI cho Hoài Linh á, cho một cái vấn đề việc là liên quan đến tiền á, thì nhằm mục đích là để làm gì, để PI cái bản thơ cái tên tuổi bản thân lên chứ để làm gì đó. Qua vụ việc này thì nổi tiếng hơn, mốt vậy thì còn là vận động là từ thiện nhiều nữa chứ nếu không không ai chú ý tới ngày mai mốt sao vận động là kiếm tiền được, đúng không mọi người? Tôi chỉ có một số những cái nhận định cũng như cái phân tích về việc là những ngày qua đó, những cái bài báo ở trên từ báo chính thống cho đến là báo mạng đó, đưa tin rất là đậm nét về là cái vụ việc mà liên quan đến là 14 tỷ của Hoài Linh đấy, đúng không? Nhưng mà hầu hết những bài báo này nó đều viết theo cái KPI, đúng không? Chứ không phải là tường thuật và nó đều được trả phí. Vậy thì tôi đang thắc mắc một điều, liệu rằng là Hoài Linh có đang là sử dụng cái vụ việc liên quan đến 14 tỷ đó để nhằm mục đích là để câu like, giống như là câu like câu view đó, để tăng thêm độ nổi tiếng hay không? Thì cái vấn đề này sẽ từ từ rồi chúng ta sẽ biết thôi đấy. Chứ bây giờ cũng chưa nói trước hết được cái điều gì. Cái nữa là nếu như mà bản thân của Hoài Linh quả thật là tốt thì cần gì phải là viết báo để PI mình làm gì. Vậy thì liệu rằng đó là qua cái việc trên Hoài Linh đang có là PI cho bản thân mình không? Nhưng cái vụ việc lùm xùm là liên quan đến nó là 14 tỷ này. Còn cái chuyện mà 14 tỷ đó thì nó đúng sai như thế nào thì tôi xin hẹn mọi người là trong một cái clip khác đấy, chúng ta sẽ nói về cái vấn đề đó sâu hơn. Và ngày hôm nay tôi chỉ muốn nói đến cái vụ việc liên quan đó là cái việc mà hình ảnh của Hoài Linh đó đang xuất hiện rất là nhiều trên báo theo kiểu là PI đấy, trả tiền. Nhưng cái vụ việc là 4 tỷ mà bị cộng đồng mạng là bóc phốt, là cái thông tin đó là giả mạo đó, giả mạo cái việc là chuyển tiền đó. Rồi cùng đó là trên các bài báo đó thì đua nhau viết bài để PI cho Hoài Linh, đánh bóng cho cái việc là chuyển bill trả tiền, chuyển khoản đó. Cho nên nó là nó làm cho công chúng là chúng tôi là cảm thấy nó thắc mắc về vấn đề đó, đúng không? Liệu rằng ông ta có đang đó là tận dụng việc này để là PI cho bản thân hay không, đúng không? Giống như kiểu là mình đây là làm từ thiện mà cái tâm này kia đó, tại sao lại bị nhiều người là xỉa xói móc bươi móc hầu hết các bài báo để viết về với Hoài Linh ấy, chúng ta đọc chúng ta cũng biết, cho nên tôi cũng có nói nhiều lan man quá thì nó lại lạc đề, nó không hay, đúng không? Mọi người thấy đều là bia cho Hoài Linh với kiểu ý là khen ngợi ca ngợi, đúng không? sau đó là há xéo, đúng không? Giống như kiểu là Hoài Linh là chú tội, đúng
nhiều người đang là khắt khe quá, xăm soi quá, làm từ thiện cũng bị xăm soi quá, không được thoải mái tự nhiên, khổ gì. Thì tôi cũng kết thúc cái phần mà phân tích như chia sẻ đây. Phần mà còn lại thì nếu như mọi người có những cái đóng góp cũng như những cái chia sẻ gì đó thì mình có thể là bình luận ở phía dưới, chúng ta cùng đó là như là chia sẻ và phân tích thêm. Thì chúng ta xin chào.